kính thưa, hương hồn mẹ kính mến. Giờ đây, anh em con cháu đang đứng trước bàn nhang ăn thờ của mẹ và muốn thầm kính thưa với mẹ rằng: mẹ kính yêu ơi, dù có phải lên tận trời cao hay xuống cùng đáy biển, để lấy thuốc cứu mẹ sống lại, thì anh em con cháu đây cũng không ngần ngại hiểm nguy. Nhưng than ơi, sinh có hạn tử bất kỳ, sống ở trên cuộc đời này ai mà cưỡng được mệnh trời. Chỉ trách thay tạo hóa xoay vần, tử thần nghẹt ngã. Mẹ kính yêu ơi, có những đứa cháu con còn trẻ, sống dại khờ, chưa hiểu hết nỗi nông sâu, thì xin ngàn lạy mẹ hãy rộng lòng lượng thứ cho cháu, cho con. Mẹ ơi, vậy là kể từ nay, khi cho con về đến ngõ, sẽ không bao giờ còn thấy bóng mẹ chờ. Chiếc ngõ dài con cháu bước trong mơ, như lại được đến ngồi bên cạnh mẹ. Chiếc cầu ao ảo trở nên vắng vẻ, mặt nước lung linh như xoay bóng mẹ ngồi. Rồi cánh cửa sổ buồn trống trải quá đơn côi, không còn được thấy mẹ ngồi trên giường chải tóc. Mẹ ơi, mỗi sợi tóc bạc là bao ngày cực nhọc, mẹ chẳng nghĩ gì về mình mà chỉ biết đến cháu, đến con. Cái giây phút cuối cùng mẹ lên giường nằm nghỉ, bao tháng năm khắc khoải mọi mòn, tình thương ấy mẹ chia đều cho mọi đứa.